Ok, hôm nay mình sẽ ráp con máy 50A nhé, sạc AQ 12V. Thì 50A nó cần thời lượng là 10 đến 12 tiếng cơ. Nhưng mà thông thường anh em lấy về sạc bình 30 là ngon lắm cái loại này. Đây, một con diode mic 10A. Mình sẽ câu kiểu nửa chu kỳ sẽ được 20A nhé. Và ốc bắt gông và miếng nhôm và hai miếng gỗ và hai miếng gỗ sườn nữa. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm mọi người nhé. Cái đoạn này mình sẽ bắt cái gông nhôm này vào đây mọi người nhé. Đó, thì công đoạn này thì mình sẽ tua nhanh mọi người nhé. Thì bắt cái gông này này thì anh em mua những cái ke vuông ấy nhé, ke vuông của thợ nhôm kính ấy. Có rất là nhiều mọi người nhé. Thì cái ke ấy, nó bắt vào cái bộ phe này thì nó khá là đẹp luôn, nó đồng màu. Anh em ạ, nhìn máy nó kiểu đẹp lên đấy. Thì con máy này nó nặng vào gần 3 cân, vào 3 cân mọi người nhé. Thì khi hoàn thành xong là nó vào 3 cân mọi người ạ. Thì kích thước dây của nó quấn khá là to đấy. Hoàn thành máy xong nó rơi vào 3 cân 2 rồi mà. Cái lỗ này thì mình sẽ để bắt vào cái tấm gỗ nhé. Anh em khoan cái đồ nhôm này thì nó cũng dễ. Anh em tiến hành bắt ốc. Thì cái gỗ này mình sử dụng gỗ dâu mọi người nhé, gỗ dâu rừng ấy. Anh em nào ở rừng là nhìn phát biết ngay. Thì vì gỗ này cũng thuộc dạng gỗ bây giờ nó quý, nó hiếm rồi mọi người ạ. Hôm trước mình đem đi thuê người ta bong ấy, bong thành ván này này thì không để ý bê nhầm cục dâu mọi người ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu diode mọi người nhé. Thì đấu diode này thì cũng dễ thôi. Anh em có hai đầu dây này thì anh em sẽ chụm lại như thế này để anh em đấu vào. Thì mình quay cái video này nó mất rất là nhiều thời gian và công sức và sự chuẩn bị mọi người ạ. Thì mọi người hãy bỏ ra 2 giây để ủng hộ mình, một nút like, một nút chia sẻ để mình có những cái động lực mà đăng nhiều video clip lên cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Đây thì mình sẽ chụm hai cái chân giữa lại thì sẽ lấy được 20A mọi người nhé. Con diode này là diode mic 10A. Nó hơi khó bắt mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành hàn vào. Thì anh em cứ hàn đúng như mình. Thì cái này là nắn nửa chu kỳ nhé anh em nhé. Anh em đừng có thắc mắc là nắn một con hay là hai con nhé. Bởi vì cái cách mà nắn nửa chu kỳ này này, sạc ắc quy nó vào rất là hiệu quả. Và nó cái dòng sạc của nó là dòng sạc nhấp nhô, nó đẩy vào nó rất là tốt mọi người nhé. Có nghĩa là nó lúc cao lúc thấp, lúc cao lúc thấp ấy, thì nó sẽ đẩy vào ắc quy nó rất là tốt mọi người ạ. Nó hiệu quả nữa. Hàn cái này khá là nóng mọi người ạ. Các bạn là mình quên không tăng nhiệt cái mỏ hàn này lên đấy. Kiểu nãy dí vào mình mới tăng nhiệt thì hàn hơi lâu. Đây, bây giờ mình sẽ bắt gông sườn này vào. Có nghĩa là tấm ván sườn đấy. Để bắt quạt rồi là dây ra các thứ. Đây, cái lỗ này chính là bắt cái dây ra kẹp mọi người nhé. Đây, đây là cái nguồn âm này. Còn cái dây vàng vàng nhỏ kia ấy, thì là mình sẽ để câu ra quạt. Thì cái nguồn quạt này thì mình sẽ không lấy chung con diode đâu. Anh em phải nắn riêng diode để tránh khi tình trạng mà mình cắm sạc ắc quy ấy thì nó có sẽ có hiện tượng gọi là xẹt lửa ở ắc quy, nó đánh xung ngược lại với cái quạt của chúng ta. Sẽ rất hay hỏng quạt mọi người nhé. Cho nên là anh em phải bắt diode riêng. Thì anh em kiếm một con diode nhỏ nhỏ thôi. Anh em cho vào và lọc qua quả tụ khoảng 25V 50 25V khoảng 450 mi hoặc là 470 mi là được, hoặc là 1000 mi. Thì mình sử dụng con 1000 mi anh em ạ. Vì tụ 45 470 mi thì hiện tại mình đang hết. Anh em sử dụng 25V thôi nhé, quấn lên 35V cũng được nhưng mà nó hơi cao, quạt nó hại mọi người ạ.
tùy anh em có cái loại nào thì sử dụng cái loại đó. Thì cái dây này mình đưa cho dây rất là to mọi người nhé. Cái dây nguồn của nó là dây 2,5 ấy. Đó. Thì về anh em sạc nó dòng điện đẩy rất là tốt. Đây 25V 1000mi. Anh em kiếm con tụ nhỏ nhỏ này nhé. À, và con đi diode. Thì anh em làm này này thì nó sẽ tốt cho quạt. Cái dây thừa kia thì mình sẽ để ra bóng led mọi người nhé. Bóng led thì mình sẽ nắn qua một con điện trở hạn dòng lại. Bóng led 5V mọi người nhé. Đây mình sẽ kéo nó ra đây. Đó. Thì dạo này mình không gửi được hàng mọi người ạ. Nó gửi khó lắm. Mình cứ tưởng là đợt cách ly 16 Hà Nội nó ổn ổn thì mình lại gửi hàng cho nó dễ. Nhưng không ngờ thì nó lại tiếp một đợt nữa mọi người. Thì đợt xong đợt tới này thì hy vọng là nó ổn ổn đi để mình gửi hàng cho các bạn. Chứ đợt này mình thấy nhiều anh em gọi hỏi mà mình tạo đơn mà nó cứ hệ thống báo lỗi, nó không cho gửi. Đây, con điện trở và một con bóng led 5V mọi người nhé. Đó. Đó. Đây thì mình sẽ bắt vào hai cái dây đó và hàn lại thôi. Nó rất là đơn giản mọi người ạ. Thì có chỗ gửi được chỗ không mọi người ạ. Thì thông thường dạo này mình hay gửi miền Bắc hơn. Miền Bắc thì nó gửi dễ hơn một chút xíu. Nhưng mà như ở đây với Hà Nội thì mình còn không gửi được mọi người ạ. Bởi vì hôm trước mình có một đơn Sơn Tây mà mình gửi cũng không gửi được mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt nốt cái sườn bên này. Đó, mình bắt nốt tấm ván này vào mọi người nhé. Là hoàn thiện con máy. Thì cái công đoạn bắt dây, bắt kẹp ấy thì mình cắt đi mọi người nhé. Bởi vì nó khá là dài video rồi. Thì thông thường mình đăng video ấy chỉ khoảng 10 phút thôi anh em ạ. Mình không hay đăng dài. Đăng dài thì nó sẽ rất là tốn thời gian của anh em. Thì những cái cơ bản thì mình cũng đang chia sẻ cho anh em rồi. Thì còn những cái mà dễ dễ thì thôi. Cái đó anh nói có sơ qua thì chắc anh em cũng hiểu rồi. Đó. Đấy, như vậy là xong mọi người nhé. Bắt nốt cái quai nữa là hoàn thiện. Ok, thì đây mình đã làm xong rồi mọi người nhé. Đó, bây giờ công đoạn sạc test thôi. Đó, đây. Bình 25A. Con này sạc 25A thì vào nhanh lắm mọi người ạ. Sạc khoảng độ 4 tiếng là nóng bình rồi. Thì mưa bình 50 nên nó cần khoảng độ xem nào. Bình 50A ấy, nó cần khoảng độ ấy nha anh em nhé. Cần khoảng độ 10 tiếng đến 8 tiếng. 8 tiếng thì là nó đầy rồi đấy. Còn anh em muốn no căng điện thì khoảng 10 tiếng anh em nhé. Đó. Rồi thì video của mình hướng dẫn anh em cái cách ráp vỏ một con máy sạc 50A. Thì thông số con này nó là phê 36 x 6. À đâu, phê 36 x 3,6. 3,6 x 3,6 ấy. Đó, còn kích thước dây của anh em ra 1 ly 60. Dây vào của anh em là cuốn dây 45 nhé mọi người nhé. Rồi thì đó là cái thông số mình chia sẻ cho anh em rồi đó. Và cái cách thức hoạt động nó thì mình đấu quạt và đấu bóng led. Đây thì phiên bản này mình làm ngắn này, nhỏ gọn hơn, nhìn nó đáng yêu hơn. Bởi vì do đợt này gỗ của mình nó hết gỗ xoan mọi người ạ. Mình phải dọc cái tấm gỗ dâu này. Thì gỗ dâu này thuộc dạng rất là hiếm nhá. Đó, anh em phải hiểu là gỗ dâu rừng ấy nha anh em nhé. Dâu rừng này thì thuộc dạng gỗ quý, gỗ đắt tiền đấy. Chứ không phải gỗ rẻ tiền đâu anh em ạ. Không phải là gỗ xoan như mọi khi đâu. Đây là gỗ dâu này. Mình mua rất là đắt. Thì nó được cái nó cứng và nó giòn. Mà được cái nó đẹp nữa, khỏe. Không bao giờ mọt luôn. Gỗ này trên 20 năm rồi anh em nhé. Đó. Rồi thì xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hãy cho mình xin một like này, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh.
và ấn vào chuông thông báo ấy để nhận thông báo mỗi khi mình up video lên là anh em sẽ nhận được cái thông báo video của mình nhé. Bye bye, xin chào mọi người.